Video này mình sẽ thử độ tốc độ mở game và ứng dụng Java giữa Nokia 6700 Blackseed và Nexus 5 chạy chip Snapdragon 800. 6700 thì nó không có cái thông tin về chip ha, nhưng mà nó sẽ chạy Java rất là mạnh, đặc biệt là cái tựa game mà Nova Legacy á, thì để xem là nó có sẽ thắng được Nexus 5 mà cái con chip Snapdragon 800 này hay không. Thì bây giờ mình sẽ test thử một số tựa game và ứng dụng Java ha. Rồi, đầu tiên sẽ là Hunter 3. 1, 2, 3. Để coi là thiết bị nào sẽ... Rồi, đối với tựa game đầu tiên này thì Snapdragon 800 đã giành chiến thắng rồi. Đó, xong rồi, F5 là vô luôn rồi. 6700 là chưa đến một nửa nữa các bạn. Đợt này thì 6700 Blackseed thất thủ rồi ha. Để một hồi đến cái tựa game mà Nova Legacy thử coi là nó có lật kèo được hay không. Bình thường là 6700 Blackseed nó chạy nhanh nhất là cái tựa game đó. Như tựa game đầu tiên thì thấy nó sẽ chậm hơn rất là nhiều ha. Tựa game thứ hai là Siêu Nhân Dung Đất. 1, 2, 3. Cái này có thể gọi là lấy trứng chọi đá luôn á. Rồi, nó như là một cái vèo là vô luôn các bạn. Có thể thấy là Snapdragon 800 là con chip rất là mạnh nếu mà so với những chiếc điện thoại Nokia cổ này ha. Đó, các bạn nhìn nó lướt nè. Rồi, tới luôn, cái này chưa đến một nửa luôn ha. Rồi, lại thua nữa rồi. Tiếp theo là cái tựa game mà 6700 thể hiện mạnh nhất, đó là Nova Legacy. Thì để xem là nó có thắng được cái chip Snapdragon 800 hay không. Vô. Và các bạn lưu ý là tất cả những tựa game này là cùng file cài đặt hết nha, cùng cái tỷ lệ độ phân giải luôn á. Đó, cái này nó hiện phần trăm nè. Rồi, nó vào luôn rồi các bạn. 6700 mặc dù rất là nhanh nhưng mà cũng không thể nào mà cạnh tranh được với lại Snapdragon 800. Cuối cùng là từ điển Java dung lượng 12.60, để xem là với ứng dụng cuối cùng này thì nó có lật kèo được hay không. Vô. Cái này nó còn hiện cái lót lên, cái này không có hiện cái lót luôn nhưng mà nó ra luôn các bạn. Rồi, thất bại nữa ha. Vậy là tất cả những tựa game và ứng dụng thì 6700 không thể nào mà so sánh được với lại chip Snapdragon 800 nha. Qua cái màn mà so sánh tốc độ mở game và ứng dụng Java thì các bạn đã thấy được là 6700 đã thua thiệt rất là nhiều khi mà so với chip Snapdragon 800 ở trên cái chiếc Nexus 5 này. Và nếu mà xét về mức giá thì 6700 Blackseed hiện tại sẽ có mức giá cao hơn rất là nhiều so với cái chiếc Nexus 5 này. Vậy thì nếu là các bạn sẽ chọn thiết bị nào thì hãy để lại bình luận phía bên dưới video ha. Trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.